Nếu không trì giới Đầy bụng kinh luận Biết giảng kinh Biết thuyết giáo Nói một cách rất lưu loát Trước tác thật nhiều Còn biết viết sách Không có giới luật không thực hành đệ tử quy Dựa trong ngôi chùa lớn Quy hoàng lộng lẫy Đó cũng không phải đạo tràng Không phải nhà của Như Lai Ta vẫn ở trong luân hồi lục đạo Trú trong nhà luân hồi Tiêu chuẩn của nhà Phật là giới Ta có thể không coi trọng ư ừ. Nếu coi trọng giới luật Như vậy cần phải biết Đệ tử quy là căn bản đại giới Có đệ tử quy Có cảm ứng thiên Mới có ngũ giới thập thiện Không có hai thứ này Ngũ giới thập thiện là hữu danh vô thực Chúng ta không thể không hiểu Nếu suy nghĩ tương tận Họ là không dám nghĩ vì sao vậy? Vì nghĩ đến là sợ hãi. Không dám nghĩ. Đây là định luật nhân quả. Thứ nhất, phải nhẫn khổ. Đây thuốc gì? Ngoại nhẫn. không chịu được khổ thành tựu có giới hạn bất luận tinh tấn nỗ lực đến đâu muốn thành tựu hơn người khác là điều vô cùng khó khăn Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, Ngài để lại hai câu này là lời giang ngọc. Câu thứ nhất Ngài dạy chúng ta lấy giới làm thầy. Đức Phật không còn tại thị. Chúng ta nương tựa vào ai? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ định ai, chỉ nói lấy giới làm thầy. Giới luật chính là người thầy. Nói cách khác, hàng đệ tử Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, tôn trọng giới luật, giống như tôn trọng bản thân thí tôn vậy. chúng ta tôn trọng đức phật nghĩa là ta đang trì giới không trì giới là không tôn trọng đức phật ngày ngày cúi đầu lễ lạy cũng như không lạy sói tráng cũng chỉ hoài công không tương ưng nếu thật sự trì giới không lễ lạy Quý vị cũng là học sinh cưng của Phật. Được chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần ủng hộ. Lấy khổ làm thầy, tâm mình luôn an định, không phàn duyên. Chân thành tu hành không cần lấy lòng người khác điều này là đúng đắn đạo nghiệp mới có thể thành tựu phải luôn ghi nhớ tri giới chịu khổ chịu khổ là việc tốt tuyệt đối không phải việc xấu người có thể chịu khổ thật sự có trí tuệ có phước báo phước tuệ đều ở trong đó không thể chịu khổ không thể trì giới phước tuệ đều không có Phước báo tu được trong quá khứ đều tiêu tàn hết. Đã hưởng hết. Đời này ta không tiếp tục tu. Hưởng hết phước rồi thì sao? Đến lúc đó muốn tu cũng không kịp. Đi vào nhà lửa tam giới Nhà lửa tam giới tức là luân hồi lục đạo Ta à, ở trong luân hồi lục đạo Nổi lên ngọn lửa tam độc mãnh liệt Tam độc là Tham sân si Thêm vào ngạo mạn hoài nghi Là ngũ độc Có một trăm năm độc này Không thoát ly được luân hồi Đầy đủ cả năm loại Chắc sẽ rất đáng sợ Có thể không tạo ác nghiệp sao Có thể không đọa vào ba đường ác sao Vì thì Cần phải có bản lĩnh thật sự Ngủ độc ngay trước mắt Cũng không bị tổn thương Ta mới có thể tự độ độ người Năm đọc ngay trước mặt Liền khởi tâm Về coi như xong Thất bại hoàn toàn người thế gian khó độ phải nhất là danh danh lợi dưỡng. Dù quý vị địa vị cao, quý vị có động tâm chăng? Nếu cho một số tiền lượng có động tâm chăng? tâm tham liền sân khởi tham nhất định liền đới. tham sân suy mạng nghi đều khởi lên không có đức hạnh thì giới dựng chắc khi gặp cảnh giới này thường hay thất bại Thậm chí Tu hành nhiều năm Có địa gì Trong Trúc Sông Tùy Bút Đại sư Liên Trì có ghi chép Chân tu Ở trong núi sâu học vấn, dịch đức hạnh, được người kính ngưỡng, tín đồ trong thành mời họ đi giảng kinh, mời họ đến cúng dường, họ đi. Nói có một đạo tràng Quy hoàng lộng lẫy Mời họ đến làm chú trị Họ đã đi Sau khi đến đó ở Tất cả tùy tục Đạo tâm không còn hoàn toàn hối chuyện giới định tuệ biên mất tham sơn si hiện tiền tu hành trong thâm sơn mấy mươi năm khi vào trần thị không vượt qua được khảo nghiệm quay như xong quý vị xem vấn đề này khó biết bao không dễ tí nào Chúng ta tự nghĩ thử xem Trong thế giới muôn màu hiện nay Không có gì không làm mê hoặc lòng người Mê hoặc ta sanh khởi Thất tình ngũ dục Quý gì nói có đúng không? Thất tình là hỷ nộ ai lạc ái ố dục Ngũ dục là tài sát danh thực thụy Ở thế gian này Bất luận đi đến phương trời nào Nó đều ở ngay bên cạnh ta Nếu như có áo giá giới định Như như bất động Còn phải thêm vào quán tuệ Biết được như thế nào Quán pháp như huyện hóa thì giới muôn màu mộng huyễn bao ảnh Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Niệm niệm quán tưởng như vậy đó là thật sự đi vào nhà của Phật qua tu. Vào nhà của Phật mỗi niệm là giới định tuệ, Niệm, niệm niệm tham sân si Là nhà của ba đường ác Điều này cần phải có tâm cảnh giác thật cao Không cho phép mỗi niệm của mình có tham sân si Cảnh giới bên ngoài mê hoặc Ta cần có công phu quán chiếu Cảnh giới thiện mê hoặc khiến ta khởi tâm động niệm. Cảnh giới bất thiện mê hoặc khiến ta khởi tâm sân nhuy. Điều này ngay trong cuộc sống hàng ngày mọi lúc mọi nơi đều xoay quanh chúng ta đối với thế giới này trong kinh nói rất hay thế giới ta bà tu hành một ngày bằng thế giới cực là tu hành một trăm năm hay nói cách khác thế giới này không tệ cô, cô hành, hành ở thế giới này tiến chín triển chín quá nhanh so với thế giới cực lạc không sai. ở thế gian này lên xuống thất thường lên rất nhanh xuống cũng rất nhanh chỉ cần hơi không cẩn thận liền rơi vào địa ngục a tỳ người có công phu quán chiếu thế giới này rất tốt thế giới tây phương cực lạc hiện ác đều không có cho nên tâm mình luôn giữ được cảnh giới của định do vậy ở đó tiến bộ rất chậm không nhanh lắm thế giới này thử thách rất nghiêm khắc thông qua lập tức nâng cao không thông qua lập tức đi xuống Hai thế giới không giống nhau Người biết tu Hai thế giới này đều tốt. Không có gì khác biệt Không biết tu Muốn đến thế giới cực lạ cũng không đi được Không muốn vào tam đồ trái lại cứ phải vào Câu bên dưới nói rất hay Nổi lên lửa tam độc mãnh liệt Cứu độ quần sanh Không có gì đáng sợ Rất nhiều Đại đức phát tâm Hoàng pháp lợi sanh Nhưng cần phải biết Không đầy đủ điều kiện này Là rất khó thành tựu Nhất định phải đầy đủ tam học giới định tuệ Nói tương tận hơn một chút Tam học lục độ Ta mới có năng lực giáo hóa chúng sanh Không bị hoàn cảnh xoay chuyển Lúc nhỏ Khoảng 6-7 tuổi ra bên ngoài chơi Khi chơi đùa ở nông thôn mà trẻ con cãi nhau đánh nhau người qua đường lúc đó du lịch là đi bộ không có phương tiện giao thông người qua đường nhìn thấy đều có quyền mắng chúng tôi chúng tôi làm sai người qua đường không quen biết định la mắng cho một trận người nhà chúng tôi thấy vậy nên cảm ơn xin lỗi người qua đường chứ không như bây giờ trẻ con bây giờ cha mẹ không hiểu khi thầy cô giáo dạy dỗ trích cứ chúng chúng trở về nói với cha mẹ cha mẹ liền đến trường báo cảnh sát đến bắt thầy cô <laughs> giáo đó thầy cô giáo đó ngược đãi học sinh thầy cô giáo như thế nào không dạy nữa không dám dạy những đứa trẻ này học tốt được chăng cha mẹ không dám dạy Thầy giáo không dám dạy Ai dám dạy Đi vậy dạy chúng Mạng Internet dạy chúng Dạy chúng bạo lực sắc tình Sát đạo dám trọng Dạy chúng tự tư tự lợi Dạy chúng tổ người lợi mình Vậy điều này chúng tiếp thu hoàn toàn Những thứ này dạy chúng Cha mẹ không quan tâm thầy giáo đương nhiên càng không thể quản giáo vì sao xã hội biến thành như vậy nguyên nhân quý vị đã biết xã hội biến thành như vậy hiện nay đạo tràng cũng biến thành như vậy phật giáo cũng không ngoại lệ Nếu thật sự thông đạt thấu triệt Không còn cảm thấy kỳ lạ nữa Hiện tượng rất bình thường Chúng ta rốt cuộc phải làm sao? Chúng ta phải đi con đường học Phật chân chánh Vì sao vậy? Vì mình không muốn ở thế gian này Không muốn trôi lăn trong luân hồi lục đạo Cũng không muốn ở trong mười pháp giới Đời này ta nhất định giảng sanh tịnh độ Khi nào đi cũng được Đây là thật không phải giả Nếu thật sự muốn làm Vậy thì không thể không coi trọng tam tụ tịnh giới Còn như sơ suốt tam tụ tịnh giới Nguyện vọng của mình đều tan dở. Không thì đến thế giới cực lạc. Chúng ta xem tiếp bên dưới Kim Anh Lạc Bổ Nghiệp. Cuốn Hạ nói Tất cả chúng sanh mới vào tam bảo lấy tính làm gốc trú trong nhà của phật lấy giới làm gốc đầu tiên là tính chữ tính là mẹ của mọi công đức bây giờ chúng ta có tính chăng Những gì đồng học cũ chắc chắn nhớ lời tôi từng nói Thầy Lý và tôi ở cổng thư viện từ quan nói chuyện với nhau tôi xuất gia hai năm mới thọ giới Tùy duyên Duyên chưa thuần thuộc Người ta mở giới đàn Tôi không thể đi thọ Nguyên nhân là gì? Lúc đó thọ giới phải nộp tiền Tôi đâu có nhiều tiền như vậy Tôi xuất gia mới bắt đầu dạy học. Đi dạy tại Phật học viện, ra bên ngoài giảng kinh. Sau khi thọ giới, việc đầu tiên là Cảm ơn sự dạy dỗ của Thầy. Nhà Phật Vậy là trở về đạo tràng Minh tu lễ tỏa Đánh lễ thầy giáo Thầy giáo tôi là cư sĩ Lý Bính Nam Tôi đến Đài Trung Thầy giáo đang ở thư viện Tôi đến trước cổng đã nhìn thấy thầy Thầy cũng thấy tôi Thầy vừa thấy chỉ tay vào tôi nói Pháp sư, Phật, Pháp sư phải tin Phật Pháp sư phải tin Phật Nói mấy lần rất lớn tiếng Tôi đi vào không hiểu gì cả Xuất gia hơn hai năm Vậy Phật học viện hai năm Sao thầy lại bảo tôi phải tin Phật Tôi không tin Phật có thể làm được như vậy chăng sau khi vào đến nơi thầy giáo bảo tôi ngồi xuống tôi được nghe thầy khai thị thầy giáo nói pháp sư phải biết có rất nhiều người đến chết đều không tin phật tôi nghe xong giật cả mình thế nào gọi là tin phật Tin Phật là giáo giới trong kinh Phật Ta phải tin, phải hành trì Đó là tin Phật Nếu không thực hành Tức là không tin Đến đây tôi mới hiểu Trong tính bao gồm giải Bao gồm hành, bao gồm chứng Tính giải hành chứng Không thể tách rời là nhất thể. Nếu nói quý vị chỉ có tính không có giải, không có hành, không có chứng, tính đó là giả không phải thật. Lời này trước đây đại sư chương gia nói với tôi, tôi không lãnh hội thâm sâu như thế. Động tác này của thầy Khiến tôi cảm thấy ngoài sức tưởng tượng Rất kinh ngạc Ấn tượng này rất sâu sắc Câu này trong kinh Anh Lạc nói rất hay Mới vào tam bảo Sơ học Lấy tính làm gốc Không tin Không thể tiếp nhận khi gặp đại sư chương gia tôi thưa thầy phương đông mỹ giới thiệu triết học phật giáo với con cho con biết trong kinh phật có rất nhiều tinh hoa có học vấn thực thụ vậy có phương pháp nào khiến chúng con dễ khế nhập không tôi đưa ra câu hỏi này đưa ra vấn đề đại sư nhìn tôi tôi cũng nhìn đại sư hai chúng tôi nhìn nhau hơn nửa tiếng không nói câu nào nửa tiếng sau thầy nói có vừa nghe nói có tai lập tức dựng lên tinh thần phấn khởi đại sư lại im lặng đại khai dừng khoảng sáu bảy phút nói với tôi sáu chữ phải nhìn thấu phải buông bỏ chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau lần đầu tiên nghe đại sư nói ông nói chuyện tốc độ rất chậm nói chậm rãi từng chữ một đại sư giới thiệu cho tôi xem thích ca phổ Thích Ca phương trì đặc biệt nhắc nhở tôi, còn thử xem bát tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là sự tiếp một đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn muốn học Phật mà không hiểu gì về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy thì học như thế nào? Cho dù học Phật nhất định sẽ đi đường vòng Cho nên nhập môn từ bộ sách này Tìm hiểu Đức Phật Thích Ca là người như thế nào Có đáng để học tập theo Ngài hay không? Có điểm này là khởi nguồn Khởi điểm để tôi thật sự học Phật Chúng tôi mới hiểu cuộc sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhìn từ sự tích cuộc đời Ngài Ngài hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo Ngài không phải là tôn giáo Người xưa gọi Ngài là Thánh Hiền Cho nên về sau mới hiểu Thì ra người Ấn Độ gọi Phật Bồ Tát Người xưa gọi là Thánh Hiền sau khi tôi thọ giới trở về thầy lý đặc biệt nhắc nhở tôi về chữ tính đưa ra ví dụ thực tế quá thật có rất nhiều gì đến chết cũng không tin vẫn lắng ngụp trong luân hồi lục đạo nguyên nhân là gì vì không tin phật không phải tin thật tin thật rất khó cần phải hiểu rõ ràng minh bạch tin này gọi là chánh tính vẫn không phải tin thật Tin thật phải như thế nào Trong hành môn Phải thực hành được Thật sự được lợi ích thù thắng Của Phật Pháp Lúc này tin thật Lợi ích của Phật Pháp là gì Là ta muội Trí tuệ Trên đề cái này gọi là Thanh tịnh bình đẳng giác Đây là lợi ích chân thật Ta không học Phật Không trì giới Không đạt được tâm thanh tịnh Một đích trì giới là gì? Là khôi phục tâm thanh tịnh của mình Mục đích là đây chính là tam muội tam muội thường tịch có tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ bởi vậy nhân giới sanh định nhân định phát tuệ giới định tuệ là tam vô lậu học Giới định tuệ là con đường thành Phật Giới định tuệ nhất định giảng sanh Từ giới định tuệ Đem công đức hồi hướng cầu sanh tịnh độ Không ai không giảng sanh Quý vị xem điều này quan trọng biết bao cho nên tính là căn bản trú trong nhà của phật đầu tiên là tính bây giờ nói trú trong nhà của phật trú trong nhà của phật lấy giới làm gốc quý vị nhận thức nhà của phật là lấy niềm tin làm gốc Không có giới thì không trú trong nhà của Phật Đạo tràng này Không coi trọng giới luật Đạo tràng này không phải nhà của Phật Mà là gì? Là nhà của thế tục Họ vẫn lặng ngục trong luân hồi lục đạo nếu không trì giới Đầy bụng kinh luận Biết giảng kinh Biết thuyết giáo Nói một cách rất lưu loát Trước tác thật nhiều Còn biết viết sách Không có giới luật không thực hành đệ tử quy Dựa trong ngôi chùa lớn Quy hoàng lộng lẫy Đó cũng không phải đạo tràng Không phải nhà của Như Lai Ta vẫn ở trong luân hồi lục đạo Trú trong nhà luân hồi Tiêu chuẩn của nhà Phật là giới Ta có thể không coi trọng ư ừ? Nếu coi trọng giới luật Như vậy cần phải biết Đệ tử quy là căn bản đại giới Có đệ tử quy Có cảm ứng thiên Mới có ngũ giới thập thiện Không có hai thứ này Ngũ giới thập thiện là hữu danh vô thực Chúng ta không thể không hiểu Nếu suy nghĩ tương tận Họ là không dám nghĩ vì sao vậy vì nghĩ đến là sợ hãi không dám nghĩ đây là định luật nhân quả nếu chúng ta bỏ mất căn bản nói nhiều ít chúng sanh là giả đó không phải thật Chư Phật Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền Giáo hóa chúng sanh Đầu tiên là thân hành Bản thân thực hành Sau đó mới dạy người Mới giáo hóa người Bản thân không thực hành Làm sao giáo hóa chúng sanh Ngày nay mọi người đều hiểu chúng ta cần phải quá lớn thành nhỏ địa cầu là nhà của mình người trên địa cầu là người một nhà với mình cha con anh em chị em trong gia đình không phải là người ngoài người một nhà phải yêu thương lẫn nhau phải quan tâm lẫn nhau phải chăm sóc lẫn nhau hợp tác lẫn nhau như vậy chúng ta biết giáo dục luân lý đạo đức nhân quả rất quan trọng Chúng ta muốn học Phật Nếu ba môn học này không hiểu rõ ràng, minh bạch Làm người còn chưa tốt Sao có thể thành thánh, thành hiền Sao có thể học Phật, học Bồ Tát được Ba thứ này quý vị tử xem Bất kỳ kinh điển tôn giáo nào đều có nhìn từ đây tôi mới lãnh hội được nhìn tất cả các tôn giáo từ trên góc độ của phật là phật bồ tát ứng hóa nhìn từ góc độ tôn giáo họ Chư Phật Bồ Tát là quá thân của chân thần Đều có thể nói được Xem kinh điển của các tôn giáo khác sẽ biết Khu vực này ngày xưa Văn hóa Bất đồng Chư Phật Bồ Tát Giáo hóa như thế nào Khu vực kia họ là giáo hóa ra sao chúng ta xem là hiểu biết trí tuệ của Đức Phật khi khởi tác dụng tiện thiện, thiện xảo lý sự vô ngại sự sự vô ngại ngày nay chúng ta dựa vào khoa học kỹ thuật giao thông và tin tức nhanh nhạy thống nhất cả địa cầu vì phương diện kỹ thuật đã thông nhất, luân lý đạo đức nhân quả cũng phải thông nhất, xã hội mới an định, địa giới mới hòa bình, nhân dân mới thực sự sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. bất luận là người của nước nào bất luận là người của dân tộc nào tập trung lại một chỗ giống như anh em chị em vậy không phân đây đó là người một nhà có làm được không được chẳng phải không được chỉ cần mọi người coi trọng giáo dục Hiện quốc quân dân giáo học di tiên Thật sự quan trọng giáo dục Thật sự thực hiện giáo dục Làm theo những gì đã được dạy Như vậy xã hội sẽ an định Địa cầu sẽ tốt đẹp Những thiên tai này đều được quá dài hết cho nên nhiều ít hữu tình giới phải bắt đầu từ chính mình bắt đầu từ đoàn thể của chúng ta tăng đoàn nhất định sống trong lục hòa không có lục hòa ở đây không phải là tăng đoàn là giả không phải thật tăng đoàn không tu lục hòa mỗi thành viên trong tăng đoàn bất luận tại gia hay xuất gia đều là tội nhân của phật bồ tát tôi không đắc tội với phật bồ tát ở trong tăng đoàn không đoàn kết chính là đắc tội với phật bồ tát chính là phá hoại tăng đoàn Phá hòa hợp tăng. Tội phá hòa hợp tăng là gì? Thuốc điều sau cùng của tội ngũ nghịch. Tội thứ nhất của ngũ nghịch là giết cha. Thứ hai là giết mẹ. Thứ ba là giết A-la-hán. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Thứ năm là phá hòa hợp tăng. Không giữ quy cụ chính là phá hòa hợp tăng Giới căn bản của cư sĩ tại gia là thập hiện nghiệp đạo Giới luật căn bản của người xuất gia là sai di luật nghi Đây là thấp nhất không thực hành giới căn bản này Chính là phá hòa hợp tăng Quả báo tương lai là địa ngục A Tỳ Là địa ngục vô gián Vì sao ngày nay Phật tử tại gia Không hành trì thập thiện Xuất gia không hành trì sai di luật nghi Vấn đề này Chúng tôi nghiên cứu thảo luận Suốt mười mấy năm Chắc cũng hơn hai mươi năm Cuối cùng chúng tôi tìm ra nguyên nhân Sở dĩ chúng ta không làm được Là do chúng ta bỏ quên cây gốc Căn bản của căn bản Là đệ tử quy Là cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp đạo Chỉ là 10 cương lĩnh Chỉ có 10 điều Ngộ giới chỉ có 5 điều Bố thường cũng chỉ có 5 chữ nó là cương lĩnh chung, là nguyên tắc chung. Thực hiện như thế nào? Đệ tử quy và cảm ơn thiên là một nhỏ của nó. Có thể thực hành được hai mục này, nghĩa là thực hành được thập thiện nghiệp. Ngủ với sa di luật nghi. Cho nên không thực hành đệ tử quy với luật coi như xong. Hữu danh vô thực. Ngày xưa đệ tử quy Vào một trăm năm trước có người dạy Cha mẹ dạy mình Không phải nguồn giáo Là cha mẹ làm gương cho chúng ta noi theo Quý vị xem cha mẹ Đối với cha mẹ họ Trong cuộc sống hàng ngày Con cái quý vị nhìn thấy nhìn thấy chúng liền học theo quý vị đối với cha mẹ ra sao à, tương lai con cái đó, cũng đối xử với quý vị, vị như vậy lớn làm nhỏ theo đây chính là vậy à, ý nghĩa của chữ dạy trong dạy học là như vậy Đời sau bắt chước đời trước Cho nên đời trước tốt Đời sau nhất định tốt Họ học theo Ngày nay chúng ta Ấn tống tứ khố toàn thư Ấn tống tứ khố hội yếu để tặng cho quốc gia nhiều quốc gia trên thế giới ấn tượng quốc học trị yếu quân thư trị yếu giúp người trên thế giới nhận thức về văn hóa truyền thống xưa hiểu biết về phật pháp đại thừa Chúng tôi thật sự làm ra Cho dù chỉ một chút nhỏ nhạt này Chúng ta y giáo phụng hành Bắt đầu từ đâu? Nhất định bắt đầu từ đệ tử quy Không bắt đầu từ đệ tử quy Sẽ không nhận được chút hiệu quả nào Có người không tin Người không tin rất nhiều Đến những gì giáo thọ nổi tiếng Đều không tin Họ từng hỏi tôi Vì sao Phải đề xướng đệ tử quy Kinh sách của nhà giáo Tứ thư ngũ kinh Thập tam kinh Phân lượng nhiều như vậy Vì sao không đề xướng kinh sách khác Mà lại đề xướng nó Tôi giải thích rất đơn giản Tôi nói Nếu đặt lên bàn cân Để cân thử Bên này đặt một cuốn đệ tử quy 1080 chữ Bên này là Tử thư ngũ kinh Thập tam kinh tứ khu hội yếu Bên này sắp cả chồng lớn Nó nặng bằng nhau Người nghe ngơ ngác Sao lại nặng bằng nhau à, tôi, nói họ, tôi, nói họ, tôi nói với họ Tổ tông chúng ta nói rất hay à, Một chồng đế, lớn bên này Tứ à, tư ngũ kinh thập tam kinh Tứ cố toàn thư Lập bác học Thẩm vấn Thận tư minh biện Bên đệ tử quy là đốc hành, đốc hành. Cả đống sách này học rồi mà không thực hành đồng nghĩa với con số không. Vẫn không bằng nó. Ví dụ này họ hiểu, minh bạch. Quý vị học một bộ đại tạng kinh của lòng như cháu nói một cách lưu loát. Hợp thiện ngũ giới không làm được. Không phải là trở về con số không sao Một người chỉ biết tu ngủ giới thập thiện Ngoài ra không biết về kinh điển của Phật Họ mạnh hơn chúng ta Chúng ta không bằng họ đắc hành nghĩa là thực hành Còn bác học thẩm dẫn thận tư minh biện Không thực hành Có ích lợi gì dùng những thứ đó có thể lừa gạt những người bình dân như vậy là đang tạo nghiệp quả báo của quý vị tuyệt đối không bằng người không biết gì cả đó họ đều thực hiện được ngũ giới thập thiện không bằng họ Phải hiểu đạo lý này Cho nên nếu không đạt nền tảng căn bản Giống như cây cỏ hoa, hoa lá Không có rễ làm sao sành trưởng Đâu có đạo lý này Ba điều kiện tu học Của tịnh độ tôn là Tính, nguyện, hạnh Ta tin có tình, có nguyện, không có hành Giảng sanh được chăng? Cổ nhân nói không sai Tổ sư Đại Đức cũng thường nói Chỉ cần niệm rốt ráo một câu Phật hiệu là có thể giảng sanh Như thế nào gọi là niệm rốt ráo? Niệm đến lúc đoạn tận mọi tập khí phiền não gọi là niệm rốt ráo Nói cách khác, ta chưa từng học những giới luật đó, nhưng đều thực hành nó. Đó gọi là niệm rụt rau Khi chưa niệm hết, tập khí phiên não, bản thân vẫn tự tư tự lời. Danh dăng lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân suy si mạng. Đó chính là cổ nhân nói Niệm câu Phật hiệu này Đến mức gió thổi không vào Mưa sối không ướt Cũng vô dụng Nếu tập khí phiền nào Đều còn Đó là chứa ngại Nó chứa ngại Sự tín giải Chứa ngại sự khai ngộ Chứa ngại sự chứng quả Nó chứa ngại sự giảng sanh Hay nói cách khác Câu này là cư sĩ Hạ Liên Cư nói Phật Pháp là làm thật Không phải giả nếu không làm thật Sẽ không đạt được chút lợi ích nào Từ Phật Pháp Đoạn kinh giang này chỉ có 10 câu 10 câu này là Thèn chốt tu hành của chúng ta Quá quan trọng Tuyệt đối không thể lơ là trang nghiêm chúng hành đầy đủ quỷ phạm quán pháp như quả ta muội thường tệp tiếp theo là thân khẩu ý thiện hộ tam nghiệp Nếu có người hỏi quý vị Phật Pháp là gì, quý vị dùng 10 câu này trả lời là đã duyên mạng. Nhìn thủ buông bỏ Thực hành trong đời Để sống hàng ngày Chính là thiện hộ tam nghiệp Quan trọng nhất là thiện Phương tiện thiện, thiện xảo Chính là Bồ Tát Phổ Hiền Hàng thuận, chúng sanh Tùy hỷ công đức chúng ta có thể không coi trọng nó sao có thể lơ là được sao ngày nay tính cảnh giác của chúng ta không bằng pháp sư doanh kha pháp sư doanh kha thời nhà tống sư tự biết mình phạm giới không giữ thanh quy. Biết phạm tội này chính là phá hòa hợp tăng, phá hoại tăng đoàn, quả báo nhất định đọa vào địa ngục vô giang Nghĩ đến địa ngục vô giang sư liền sợ hãi. Không thể đến đó, quá khổ. Thịnh giáo bạn đồng học Bạn đồng tu giúp sư Quý vị có phương pháp nào Có thể khiến tôi không đọa vào địa ngục vô dạng Có một vị đồng học đưa cho sư cuốn giảng sanh truyện. Xem cuốn giảng sanh truyện này xong, sư rất cảm động. Liền đóng cửa phòng Ba ngày ba đêm Không ngủ không nghỉ Không ăn không uống Nhất tâm niệm Phật A-di-đà Cầu sanh tịnh độ Niệm như vậy suốt ba ngày Cảm ứng được Phật A-di-đà Thật sự giảng sanh Tạo nghiệp của địa ngục A-tỳ Còn có thể giảng sanh Là giảng sanh như vậy chân thành sám hối sư không học đệ tử quy cũng chưa học cảm ứng thiên cũng chưa từng tiếp thu nền giáo dục người ta như thế nào người ta thấy ở trước là hầm lửa của địa ngục a tỳ nên sợ hãi chúng ta thì sao chúng ta không sợ chúng ta chưa nhìn thấy Đại khái nhìn thấy cũng không sợ Bảo quý vị nhảy xuống Nhảy xuống cũng không sợ Sau khi nhảy vào rồi sợ hãi Cũng đã muộn Quý vị xem hồ đồ đến mức đó Sư Doanh Kha thật đáng nể Nghe nói đến địa ngục A Tỳ là sợ hãi Phải thực hành Nhiều ít hữu tình giới Nhiều ít hữu tình giới Chính là tích lũy công đức Nhất thiện Pháp giới là đoạn ác tu thiện nhiếp luật nghi giới là cái tà quy chánh quý vị tự nghĩ xem có đúng chăng tam tụ tịnh giới là căn bản của chúng ta cho nên ba loại trên đại thừa bồ tát đều phải thọ người tu học đại thừa phải tiếp thu cả ba loại giới luật này Phải nỗ lực thực hiện Chúng ta xem tiếp đoạn gian bên dưới Đối với nhiếp luật nghi giới Bồ Tát tại gia Họ năm giới Và tám giới Tám giới tức là giới bác quan trai là giới Bồ Tát tại gia thọ. Bồ Tát xuất gia cần phải thọ 10 giới và giới cụ túc trong đó. Thập giới tức là 10 giới trong Sa di Luật nghi. Sa di Luật nghi có 10 giới, 24 thiên oai nghi. Giới cụ túc là hai trăm giới tỳ kheo họ rồi phải hành trì nhưng có thể hành trì giới tỳ kheo rất ít lời này không phải tôi nói là ngẫu Ích đại sư nói Ngài là người thời nhà Minh Đối với giới học Ngài bỏ ra rất nhiều công phu Đầu năm dân quốc Đại sư Hoàng Nhất học theo Ngài Đại sư Ngậu Ích dạy chúng ta rằng Từ thời Nam Tống trở về sau Không còn tỳ kheo Họ tỳ kheo giới Hữu danh vô thực Vậy là danh tự tỳ kheo Tỳ kheo thật sự không có Sau khi đại sư ngẫu ích Họ tam đàn đại giới xong Ngay liền xả giới tỳ kheo Vì sao vậy? Vì không làm được Là giả Truyền thọ cũng không phải thật Vì sao vậy? Vì giới tỳ kheo ít nhất phải đủ năm vị tỳ kheo chân tu truyền thọ Mới có thể đắc giới Người truyền giới không phải tỳ kheo thực thọ Vậy làm sao có thể đắc giới được Họ giới tỳ kheo, tự xưng tỳ kheo gọi là đại giọng ngữ là gạt người không dám đại sư ngẫu ích xả giới tỳ kheo tự xưng gì tự xưng là sa di bồ tát giới suốt đời ngài xưng hô với người khác thân phận của tôi là sa di bồ tát giới Nói cách khác, Ngài luôn hành trì với Sa Di. Với Bồ Tát, Ngài nỗ lực học tập. Danh phù hợp với sự thật. Không dám vượt khỏi giới hạn. Không dám mạo xưng. Đệ tử của Ngài là Pháp Sư Thành Thời. Là thị giả Của Đại sư Ngậu Ích Cho nên chư vị biết rằng Lịch đại chư vị Cao Tăng Tổ Sư Đệ tử truyền Pháp Kế thừa Hầu như Đều là thị giả Vì sao vậy? Vì chỉ có thị giả là thân cận thầy mình nhất Những gì trong cuộc sống hàng ngày họ đều học được Người khác không có cơ hội này Ân ừ, đức của Thầy đối với họ là nặng nhất Cho nên Thị giả của Đại sư Liên Trị Là Pháp sư Cổ Đức Sau khi Đại sư Liên trì viên tịch Những trước tác của sư Như Liên Trì Đại Sư Toàn Tập là sư biên tập, là sư xuất bản. Cũng như thế, sau khi Đại Sư Ngẫu Ích đã giảng sanh, trước tác của Đại Sư Ngẫu Ích rất phong phú. Toàn tập có hơn 20 cuốn, hơn 20 cuốn bìa cứng. Đại Sư Liên Trì chỉ có 4 cuốn thị giả của ngài là pháp sư thành thời đứng ra biên tập xuất bản đây là việc làm có công được lượng không có họ những tin hoa của chi vị tổ sư không thể truyền thừa Tùy nhân thật sự của Đại sư là những người này. Những người này nhận ân đức thâm sâu của Đại sư. Cảm ơn bảo đức. Lý dùng phương pháp này. Cư sĩ tại gia, quý vị thị, như Hạ Liên Cư hội tập bộ kinh này. Học trò của ông là Hoàng Niệm Tổ. trong bài tựa bộ chú giải này ông viết rất rõ ràng nghe theo lời dạy của thầy viết bộ chú giải này thầy từng giảng kinh vô lượng thọ từng giảng bản thân ông từng nghe ông nói khi ông nghe có ghi chép rất nhiều đáng tiếc trong cuộc đại các mạng văn hóa đều bị đốt hết vì thế khi viết chú giải này ông rất tiếc nuôi chỉ dựa vào ký ức của một chút ấn tượng trong đầu điều khó được Ông sưu tập được rất nhiều tài liệu tham khảo Không dễ Coi như chúng sanh thời mạt Pháp Vẫn còn phước báo Nếu không làm được Yếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng vậy thì không thể đi vào phật pháp ta có thể học tập nhưng thế nào chỉ là một vị học giả quý vị cũng có rất nhiều trước tác như rất nhiều giáo thọ đại học hiện nay những người dạy môn triết học phật giáo ở trường Họ rất khó đạt được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Thầy Phương Đông Mỹ Nửa năm trước khi mất Phát tâm quy y Phật sư phụ quy y của thầy là hòa thượng quảng khâm thật khó được sau cùng thầy quy y theo phật Đối với Bồ Tát xuất gia, quý vị thấy mười giới sa di và giới cụ túc rất quan trọng. Giới luật là thiện hạnh. Tất cả thiện hạnh nương vào giới luật mà sanh. Trái phạm giới luật chính là ác hạnh. Tất cả pháp bất thiện là do trái phạm giới luật mà sanh ra Bây giờ Chúng tôi có thể làm Chỉ có Trong lúc giảng kim Chia sẻ Nói rõ với mọi người về nghĩa của kinh Không thể đối với bất kỳ ai Đối với một người họ tiếp thu Không tệ, diệt tốt Nếu họ không tiếp nhận Liền biến thành oan gia Hà tất phải như thế Thầy lý dạy chúng tôi Trong đời tuyệt đối Không thể kết oan với bất kỳ ai Oan gia nên giải Không nên kết Cho nên trú trong nhà của Phật Không dễ Thật sự thân cận Phật Bồ Tát Điều kiện trú trong nhà của Phật Điều kiện đầu tiên chính là giới luật Ngũ Đăng Hội Nguyên Đây là của Thiền Tông Một ngàn bảy trăm công án đều ở trong bộ sách này. Đây là tham thiện đại triệt đại ngộ. Trong này nói pháp yếu có ba là giới định tuệ. tất cả pháp có ba loại quan trọng nhất ba thứ này là giới định tuệ giới định tuệ gọi là tam học lại gọi là tam vô lậu học Cho thấy cổ nhân rất chú trọng vấn đề này Kinh luận ở trên Rộng hiện giới đức Đều nói rõ gì Công đức trì giới Nếu chúng ta thật sự nghĩ đến Chúng ta lơ là là không trì giới Tương lai nhất định đóa vào địa ngục A Tỳ. Ta sẽ quay đầu. Đây là sự thật không phải giả. Sự quay đầu của Pháp Sư Doanh Kha chính là nhờ vào sức mạnh này. Sư đã nghĩ đến. Mỗi ngày chúng ta khởi tâm động niệm, khởi niệm gì? Chúng ta mở miệng nói chuyện, nói những gì? Hành động mỗi ngày của chúng ta là làm những gì? Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác. Chúng ta làm rạng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hay là bôi đen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Xã hội đại chúng xem hình tượng người xuất gia chúng ta phê bình Phật giáo. Chúng ta làm tấm gương tốt. Họ tán thán Phật giáo. Thế tôn rạng danh. Có sĩ diện, chúng ta làm không như pháp, họ khinh thị chúng ta, coi thường chúng ta, chúng ta làm mất mặt Đức Phật Thích Ca. Tội nghiệp này chính là phá hòa hiệp tăng. Tội nghiệp tức là vô giáng địa ngục. phá hòa hợp tăng không phải người khác là chính người xuất gia trước đây khoảng lúc tôi hơn 40 tuổi giảng kinh tại đài bắc Lúc đó quen với cư sĩ Hàng Anh Ở trong nhà bà Một hôm có cư sĩ Triệu Mạc Lâm Vị cư sĩ này Tuổi đã lớn Hơn tôi hai mươi mấy tuổi Ông là học trò của Đại sư Ấn Quang Là đồng học của Thầy Lý Họ rất thân Một lần nọ ông mời tôi ăn cơm Tại công đức lâm cạnh ga xe lửa Đài Bắc Khi ăn cơm Chỉ có hai người chúng tôi Gọi hai món ăn Ông hỏi tôi Ông nói thầy tính không à Thầy có biết gì sao hôm nay Tôi mời thầy ăn cơm chăng Tôi nói tôi không biết ông nói tôi có một vấn đề vấn đề rất nghiêm trọng tôi nghe như vậy đều cảm thấy cung kính rất nghiêm trọng là vấn đề gì ông nói xã hội đại chúng cư sĩ tại gia hiện nay trong tội ngũ nghiệp bốn điều trước không phạm Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán à là Làm thân Phật chạy máu Họ không làm những điều này Điều sau cùng Sợ rằng họ thường phạm phải Phá hòa hợp tăng Tôi nói vấn đề này à Chúng ta cứ ăn cơm thoải mái Đừng nghĩ đến nó nữa Ông rất ngạc nhiên Ông nói Thầy như vậy là sao Tôi nói Ăn thôi ngồi xuống ăn cơm Sau đó Tôi nói với ông ta Tôi nói ông học Phật sớm hơn tôi Sớm hơn ít nhất mười mấy hai mươi năm Lúc đó ông ta khoảng hơn sáu mươi tuổi Tôi nói trong đời Ông nhìn thấy tăng đoàn hòa hợp chăng Ông ta suy nghĩ một lát rồi bật cười không có hòa hợp tan đoàn Thì phá như thế nào Không có Hai người ở cùng một chỗ Vẫn ngày ngày cãi nhau Cho nên Hòa hợp tan đoàn Là bị người ta phá hoại từ lâu rồi Không đến phiên người khác Người khác không có phần Ông bật cười ha hạ nói Đúng vậy Vì cư sĩ này Vì vấn đề này mà lo lắng nhiều ngày Tôi giải thích cho ông ta biết Không có hòa hợp tăng đoàn Hòa hợp tăng đoàn Có một tăng đoàn hòa hợp xuất hiện Người khắp thế giới đều có phước Năm 1977, tôi giảng kinh tại Hồng Kông, giảng kinh Lăng Nghiêm 4 tháng. Một ngày 2 tiếng. Quen biết các bậc cao tăng Đại Đức tại Hồng Kông. Trong đó, chúng tôi kính trọng nhất là hai bậc lãnh đạo tại Hồng Kông là Pháp sư Giác Quang và Pháp sư Tẩy Trần. Pháp sư Tẩy Trần còn trẻ, rất hợp với chúng tôi. Tôi khởi thỉnh ông có thể tìm được bốn người, tốt nhất là năm vị tỳ kheo. Tính tôi là một, thầy là hai, tìm thêm ba người nữa. tôi nói chúng ta phát tâm thực hành giáo quấn của đức phật thích ca mâu ni chúng ta ở hồng kông hoàn pháp lợi sanh thực hành chế độ khất thực ngày ăn một bữa khất thực ở hồng kông cơm rào nhất định rất phong phú không sao Chúng ta không cần gì cả Nhưng đêm ngủ dưới gốc cây Chúng ta không làm được Chúng ta có thể dựng lều Lều của lộ doanh đồng tử quân rất tốt Một người một lều nhỏ Năm căn lều làm cạnh nhau Thành tiểu tăng đoàn Mỗi ngày chúng ta giảng kinh dạy học Trì giới tu định Ông nghe vậy rỡ hoàng hỷ. Tôi nói, thầy tìm thêm ba người nữa. Sau đó tôi rời Hồng Kông, trở về Đài Loan. Vấn đề này không hề nhắc đến. Khi hỏi ông, không tìm thấy. Người ta không muốn chịu nỗi khổ này. Không muốn một ngày ăn một bữa Dứt bỏ tất cả sống trong căn lều Không muốn làm điều này Vậy còn cách nào khác Vì vậy tự nghĩ xem Thời kỳ mà Pháp tu hành chân chánh Khó Khó vô cùng Chỉ nói mà thôi Sao có thể làm thật Phật Pháp suy yếu Chính là như vậy Chúng ta Chỉ có tự mình làm Đừng kỳ vọng vào người khác Hy vọng người khác Sau cùng Sẽ thất vọng tự tu làm công đức chân thật. Hiện nay có người tại gia tin tấn tu hành. Tôi biết có hơn 10 người. Nỗ lực tu hành. Không hề hồ đồ. Hồ Tiểu Lâm y giáo tu hành Ông học Phật chưa đến 4 năm Hơn 3 năm Lưu tố dân hành trì. Tự mình hành trì, bà có thành tựu. Thật sự đạt được pháp hỷ. Tâm địa thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng. Kinh Phổ Siêu Tam Muội quyển 1 nói Quyển thứ nhất Có hai câu như vậy mặc giáp giới đức quá độ chúng, chúng sanh muốn giả hóa chúng sanh muốn độ chúng sanh điều kiện đầu tiên là phải mặc vào áo giáp giới đức mặc vào áo giáp này chính là võ sĩ Không có áo giáp này Quý vị là người bình thường Vì vậy làm sao có thể tham gia chiến đấu Điều này nói rõ Giới luật vô cùng quan trọng Học Phật và Phật học là hai gì khác nhau Phật học nghiên cứu kinh điển của Phật như một loại học thuật. Tôi nhập môn từ con đường này. Học Phật thì sao? Học Phật thì khá. Học Phật bắt đầu từ giới luật. Chưa học bộ kinh điển nào cũng không sao. Chỉ cần trì giới, chỉ cần niệm Phật, là có thể giảng sanh Lâm chung Phật đến tiếp dẫn đây là học Phật. Phải phân biệt rõ ràng điều này. Không muốn ra khỏi luân hồi lục đạo. Nghiên cứu Phật học Muốn thoát khỏi luân hồi lục đạo Muốn giảng sanh thế giới cực lạc Vậy phải nhất định học Phật Không học Phật không ra khỏi được Học Phật cần phải nhớ Nếu không thực hành để tử quy và cảm ứng thiên Đó là giả học Phật Không phải thực học Vì sao vậy? Vì không có nền tảng Hai loại này quan trọng như vậy Vì sao chưa từng nghe người học Phật nói đến Quý vị phải biết rằng Trước đây Chúng ta nói 100 năm Trước đây là thật 100 năm trước nền giáo dục này Từ nhỏ trưởng bối trong nhà đã dạy cho chúng ta Vậy còn nhắc đến nó làm gì? Ngày xưa, mỗi người đọc sách đều có căn bản này. Lúc nhỏ cha mẹ dạy Trưởng bối trong nhà dạy Trẻ con không biết lễ nghĩa sao được Ở quê chúng tôi Lúc nhỏ Khoảng 6-7 tuổi ra bên ngoài chơi Khi chơi đùa ở nông thôn mà Trẻ con Cãi nhau Đánh nhau người qua đường lúc đó du lịch là đi bộ không có phương tiện giao thông người đúng qua đường nhìn thấy đều có quyền mắng chúng tôi chúng tôi làm sai người qua đường không quen biết định la mắng cho một trận người nhà chúng tôi thấy vậy định cảm ơn Xin lỗi người qua đường Chứ không như bây giờ Trẻ con bây giờ Cha mẹ không hiểu Khi thầy cô giáo dạy dỗ Trách cứ chúng Chúng trở về nói với cha mẹ Cha mẹ liền đến trường Báo cảnh sát đến bắt thầy cô giáo đó Thầy cô giáo đó ngược đãi học sinh Thầy cô giáo như thế nào? Không dạy nữa. Không dám dạy. Những đứa trẻ này học tốt được chăng? Cha mẹ không dám dạy. Thầy giáo không dám dạy. Ai dám dạy? TV dạy chúng. Mạng Internet dạy chúng. Vậy chúng bạo, bạo lực sắc tình Sát đạo dâm trọng Vậy chúng tự tư tự lợi Vậy chúng tổ người lợi mình Vậy điều này chúng tiếp thu hoàn à, toàn Những thứ này dạy chúng buồn. Cha mẹ không quan tâm Thầy giáo đương nhiên càng không thể quản giáo Vì sao xã hội biến thành như vậy Nguyên nhân quý vị đã biết Xã hội biến thành như vậy Hiện nay đạo tràng cũng biến thành như vậy Phật giáo cũng không ngoại lệ Nếu thật sự thông đạt thấu triệt Không còn cảm thấy kỳ lạ nữa Hiện tượng rất bình thường Chúng ta rốt cuộc phải làm sao? Chúng ta phải đi con đường học Phật chân chánh. Vì sao vậy? Vì mình không muốn ở thế gian này. Không muốn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Cũng không muốn ở trong mười pháp giới. Đời này ta nhất định giảng sanh tịnh độ. Khi nào đi cũng được. Đây là thật không phải giả Nếu thật sự muốn làm Vậy thì không thể không coi trọng tam tụ tình giới Còn như sơ suốt tam tụ tình giới Nguyện vọng của mình đều tan dở Không thể đến thế giới cực lạc Chúng ta xem tiếp bên dưới Kim Anh Lạc Bổ Nghiệp Cuốn Hạ nói Tất cả chúng sanh Mới vào Tam Bảo Lấy tính làm gốc Chú trong nhà của Phật Lấy giới làm gốc Đầu tiên Là tính Chữ tính là mẹ của mọi công đức bây giờ chúng ta có tính chăng những vị đồng học cụ chắc chắn nhớ lời tôi từng nói thầy lý và tôi ở cổng thư viện từ quan Nói chuyện với nhau Tôi xuất gia hai năm Mới thọ giới Tùy duyên Duyên chưa thuần thuộc Người ta mở giới đàn Tôi không thể đi thọ Nguyên nhân là gì? Lúc đó thọ giới phải nộp tiền Tôi đâu có nhiều tiền như vậy Tôi xuất gia mới bắt đầu dạy học Đi dạy tại Phật học viện ra bên ngoài giảng kinh Sau khi thọ giới Việc đầu tiên là Cảm ơn sự dạy dỗ của Thầy Nhà Phật gọi là trở về đạo tràng Minh tu lễ tỏa Đánh lễ thầy giáo thầy giáo tôi là cư sĩ lý bính nam tôi đến đài trung thầy giáo đang ở thư viện tôi đến trước cổng đã nhìn thấy thầy thầy cũng thấy tôi thầy vừa thấy chỉ tay vào tôi nói pháp sư phải tin phật pháp sư phải tin phật, phải tin phật. nói mấy lần rất lớn tiếng Tôi đi vào không hiểu gì cả. Xuất gia hơn hai năm, dạy Phật học viện hai năm, sao Thầy lại bảo tôi phải tin Phật? Tôi không tin Phật có thể làm được như vậy chăng? Sau khi vào đến nơi, Thầy giáo bảo tôi ngồi xuống. Tôi được nghe Thầy khai thị. Thầy giáo nói, Pháp Sư phải biết Có rất nhiều người đến chết đều không tin Phật Tôi nghe xong giật cả mình Thế nào gọi là tin Phật? Tin Phật là giáo giới trong kinh Phật Ta phải tin, phải hành trì Đó là tin Phật nếu không thực hành Tức là không tin Đến đây tôi mới hiểu Trong tính bao gồm giải Bao gồm hành Bao gồm chứng Tính giải hành chứng Không thể tách rời Là nhất thể nếu nói quý vị chỉ có tính, không có giải không có hành, không có chứng, tính đó là giả không phải thật. Lời này trước đây đại sư chương gia nói với tôi, tôi không lãnh hội thâm sâu như thế. Động tác này của thầy khiến tôi cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Rất kinh ngạc, ấn tượng này rất sâu sắc. À. Câu này trong kinh Anh Lạc nói rất hay. Mới vào tam bảo, sơ học, lấy tính làm gốc. Không tin, không thể tiếp nhận. tôi đối với thầy không có lòng tin như vậy làm sao tiếp nhận cho nên trong thời đại đó với tính cách của tôi nếu không phải thầy phương đông mỹ dạy kinh phật cho tôi bất kỳ ai dạy kinh phật cho tôi tôi đều không tiếp thu tôi nói đó là mê tín là tôn giáo Thầy Phương là vị thầy Trong lòng tôi kính ngưỡng nhất Tôn trọng nhất Thầy đối với tôi đặc biệt quan tâm Đặc biệt yêu thương Chúng tôi không trả thầy đồng học phí nào Mỗi tuần thầy dạy cho tôi hai tiếng giảng về triết học khái luận triết học phật giáo là mục sau cùng thầy giảng cho tôi tất cả là bốn mục thứ nhất là triết học phương tây thứ hai là triết học trung quốc thứ ba là triết học ấn độ sau cùng là triết học phật giáo Tôi tin tưởng Thầy Những gì Thầy giới thiệu nhất định không sai Nhất định rất hay Giới thiệu đều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên toàn thế giới Tôi chưa từng nghe qua Triết học Phật giáo là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Câu nói này mê hoặc người biết bao Hưởng thụ cao nhất của đời người Vậy tôi nhất định phải truy cầu Khi gặp Đại sư Chương Gia Tôi thưa Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu triết học Phật giáo với con Cho con biết Trong kinh Phật có rất nhiều tin hoa Có học dẫn thực thụ Vậy có phương pháp nào Khiến chúng con dễ khế nhập không? Tôi đưa ra câu hỏi này Đưa ra vấn đề Đại sư nhìn tôi Tôi cũng nhìn đại sư Hai chúng tôi nhìn nhau hơn nửa tiếng Không nói câu nào Nửa tiếng sau thầy nói Có Vừa nghe nói có Tai lập tức dựng lên Tinh thần phấn khởi Đại sư lại im lặng Đại khai dừng khoảng 6-7 phút Nói với tôi 6 chữ Phải nhìn thấu Phải buông bỏ Chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau Lần đầu tiên nghe đại sư nói Ông nói chuyện tốc độ rất chậm Nói chậm rãi từng chữ một Đại sư Giới thiệu cho tôi Xem Thích Ca Phổ Thích Ca Phương chị Đặc biệt nhắc nhở tôi Con thử xem bát tướng thành đạo Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đó là sự tiếp một đời Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn muốn học phật mà không hiểu gì về đức phật thích ca mâu ni vậy thì học như thế nào cho dù học phật nhất định sẽ đi đường vòng cho nên nhập môn từ bộ sách này tìm hiểu đức phật thích ca là người như thế nào Có đáng để học tập theo Ngài hay không? Có điểm này là khởi nguồn Khởi điểm để tôi thật sự học Phật Chúng tôi mới hiểu cuộc sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhìn từ sự tích cuộc đời Ngài Ngài hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo Ngài không phải là tôn giáo Người xưa gọi Ngài là Thánh Hiền Cho nên về sau mới hiểu Thì ra người Ấn Độ gọi Phật Bồ Tát Người xưa gọi là Thánh Hiền sau khi tôi thọ giới trở về thầy lý đặc biệt nhắc nhở tôi về chữ tính đưa ra ví dụ thực tế quá thật có rất nhiều gì đến chết cũng không tin Vẫn lặn ngục trong luân hồi lục đạo nguyên nhân là gì vì không tin phật không phải tin thật tin thật rất khó cần phải hiểu rõ ràng minh bạch tin này gọi là chánh tin vẫn không phải tin thật Tin thật phải như thế nào Trong hành môn Phải thực hành được Thật sự được lợi ích thù thắng Của Phật Pháp Lúc này tin thật Lợi ích của Phật Pháp là gì Là ta muội Trí tuệ Trên, trên đề cái này là gọi là thanh tịnh thân bình đẳng giác đây là lợi ích chân thật ta không học phật không trì giới không đạt được tâm thanh tịnh mục đích trì giới là gì là khôi phục tâm thanh tịnh của mình mục đích là đây chính là ta muội ta muội thường tịch có tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ bởi vậy nhân giới sanh định nhân định phát tuệ giới định tuệ là tam vô lậu học Giới định tuệ là con đường thành Phật Giới định tuệ nhất định giảng sanh Từ giới định tuệ Đem công đức hồi hướng cầu sanh tịnh độ Không ai không giảng sanh Quý vị xem điều này quan trọng biết bao cho nên tính là căn bản trú trong nhà của phật đầu tiên là tính bây giờ nói trú trong nhà của phật trú trong nhà của phật lấy giới làm gốc quý vị nhận thức nhà của phật là lấy niềm tin làm gốc Không có giới thì không trú trong nhà của Phật. Đạo tràng này không coi trọng giới luật. Đạo tràng này không phải nhà của Phật. Mà là gì? Là nhà của thế tục. Họ vẫn lặng ngột trong luân hồi lục đạo. Nếu là trong nhà của một cư sĩ Một nhà chỉ có ba người Hai vợ chồng và một đứa con Thật sự trì giới Tu học đệ tử quý Cảm ứng thiên Học thập thiện nghiệp Nhà của họ gọi là nhà của Phật Vì sao vậy? Vì họ có giới Nghĩa là nói họ thực hành Chúng ta không thể không biết chân tướng sự thật này Thật sự có thể trì giới tu định Niệm Phật chính là tu định Bất luận ta ở đâu Đều là trú trong nhà của Như Lai Ở nơi quan giả dạ Cũng là trú trong nhà Như Lai Nếu không trì giới Đầy bụng kinh luận Biết giảng kinh Biết thuyết giáo Nói một cách rất lưu loát Trước tác thật nhiều Còn biết viết sách Không có giới luật không thực hành đệ tử quỳ dựa trong ngôi chùa lớn quy hoàng lộng lẫy đó cũng không phải đạo tràng không phải nhà của như lai ta vẫn ở trong luân hồi lục đạo trú trong nhà luân hồi Tiêu chuẩn của nhà Phật là giới Ta có thể không coi trọng ư Nếu coi trọng giới luật Như vậy cần phải biết để tử quy là căn bản đại giới Có đệ tử quy Có cảm ứng thiên Mới có ngũ giới thập thiện Không có hai thứ này Ngũ giới thập thiện là hữu danh vô thực Chúng ta không thể không hiểu Nếu suy nghĩ tương tận Họ là không dám nghĩ vì sao vậy vì nghĩ đến là sợ hãi không dám nghĩ đây là định luật nhân quả